Rồi, giờ thầy hỏi cái anh nè. Sin 30 độ khoảng nhiêu? Dạ, dạ Sin. rồi đây, chị rồi, chị rồi. Rồi. Thầy hỏi đi này. Ok, rồi, sin 30 độ bằng nhiêu? 1/2. Rồi, cos 45 độ bằng nhiêu? Căn 2 phần 2. Cos 30 độ bằng nhiêu? Căn 3 phần 2. Rồi, sin 60 độ bằng nhiêu? Căn 3 phần 2 này. Rồi, cos 0 độ bằng nhiêu? Bằng 1. Rồi sin 6 à 90 độ bao nhiêu? 1. Ok, đó con thấy chưa? Như vậy là bây giờ là bàn tay nó đã nhập vô cái đầu con rồi đúng chưa? Đó nó nhập vô như vậy là con thấy không, máy tính cũng không cần bấm. Nhưng mà con thấy là cái này là hiệu quả chưa? Hiệu quả rồi, bây giờ là thầy sẽ chỉ cho con cái tan cô tan. Tan cô tan thì cứ bây giờ muốn tìm tan là ta lấy gì, sin chia cos, cô tan cos chia sin cũng được đúng không? Mà phải tính hai cái rồi cái chia nhau nó cứ thôi chỉ cái thuật luôn đi nha. Bữa hôm đó thầy coi thầy lưu chỗ nào nè, đợi thầy tí. Con là 11 nè. Rồi bài đây góc đặc biệt, độ đặc biệt đây đúng rồi đó. Rồi bữa đó đây. Rồi thấy chưa con? Thầy chưa trình chiếu mà thấy chưa con? Rồi chiếu rồi, thấy chưa con? Dạ rồi thầy. Rồi nghe rõ không? Rõ. Ok rồi, tốt rồi, nhìn lên bảng nè. Như vậy bây giờ nè, độ cũng có 5 cái độ đặc biệt, cái này là xin cốt rồi nha. Giờ thầy cốt này ra thầy sửa lại nè. Độ cũng 5 cái độ đặc biệt là 0 độ, 30 độ, 45 độ, 60 độ và 90 độ. Radian là pi trên 2, pi trên 3, pi trên 4 và pi trên 6 chứ không có pi trên 5. Đếm ngược lại, được chưa con? Dạ. Rồi. Hàng trên này là tan. Hàng trên này là tan và hàng dưới là cotan. Được chưa nào? Nhưng mà sin cos á là năm số tự nhiên nhỏ nhất, sin là năm số tự nhiên nhỏ nhất, cos là cũng năm số tự nhiên nhỏ nhất mà đọc ngược lại, tất cả nằm trong căn bậc 2 và đều chia cho 2 đúng chưa? Dạ. Thì bây giờ tan á, thì nghe nè, tan á là đầu voi, con nghe thầy nói nè, đầu voi đuôi chuột ở giữa gấp 3. Con hiểu cái từ mà đầu voi đuôi chuột không con? Đầu voi đuôi chuột. Không. Là đầu voi, con voi nó to cho nên cái đầu nó to. Đuôi là nhỏ, đuôi chuột là nhỏ. Cho nên là gọi là đầu voi đuôi chuột ở giữa các bàn, hiểu chưa? Rồi, thầy nói như vậy cho dễ hiểu thì con coi đầu. Đầu không nè, đuôi không xác định. Đó, đuôi không xác định. Đầu không, đuôi không xác định. Để thầy coi cái hai cái dấu gạch. Đây. Đó, đầu không đuôi không xác định nha. Giữa gấp 3, ở giữa là coi như không và số vô cùng nhỏ. Không xác định đó là số nhỏ mà coi vô cùng nhỏ đi ha. Rồi ở giữa gấp 3 nè. Như vậy 3 nè, gấp 3 là nhân 3. 3 nhân 3 bằng mấy con? 9 thôi. 9, 9 nhân 3 bằng mấy? 27. 27. Ok chưa? Rồi đó. Rồi bây giờ là cái này là ngược lại, cứ có một cái tan như vậy, cô tan nó là ngược lại, không xác định, được chưa? Rồi gì nữa? 27 9 rồi 3 0, được chưa con? Dạ. Đó. Rồi mà gấp 3 cho nên chia 3, tất cả chia 3, nói vậy dễ hiểu không? Dạ vâng. Ở đây này là căn bậc 2 và chia 2, còn dưới này là gấp 3 cho nên chia 3. Ok chưa? Nhớ dạ. Là mình nói câu là gì? Tan là đầu không đuôi không xác định, tức là coi như là đầu voi đuôi chuột á, mình nói vậy cho nó dễ.
đúng ra là lớn lớn dần như vậy nè, nhưng mình coi cái này là mình nó đầu do đuôi chuột để cho nó có một cái cao của vần vậy nhớ, thì cái không xác định mình coi số vô cùng nhỏ đi đúng không? Đó. Và ở giữa là nó gấp 3. 3 gấp 3 là nhân 3, 3 nhân 3 là 9, 9 nhân 3 là 27. Rồi, như vậy gấp 3 cho nên tất cả cái này là đều nằm trong căn bậc bậc 2 và đều chia hết cho 3, gấp 3 là chia 3. Nhớ chưa nào? Bây giờ thầy nói nè, ví dụ như đây, tan tan của 30 độ. Đó, tan của 30 độ này. Tan của 30 độ thì bằng cái gì? Tan nè, 30 độ đây. Tan nè, số mấy đây con? Dạ, số 3 Số 3. Như vậy nó sẽ là căn 3 chia mấy? chia 3 à? Chia 3. Ok, coi thử trong có bạn nó đúng không con? À, để thầy mở ra. Mình là cái bài 1 đúng không con? Rồi ok. Dạ. Rồi cho nên là nó ghiền lắm không? Mấy cái này ghiền lắm. Chút nữa là cái công thức lượng giác là nó cũng ghiền. Học lượng giác là ghiền. Mấy anh mà anh yếu là anh học lượng giác anh chán. Còn mình đó là thầy chỉ cho học lượng giác nó ghiền. Có nhiều cái hấp dẫn lắm không? Rồi tới chỗ các bạn lượng giác đặc biệt đây. Rồi đây, con thấy là căn 3 chia 3 ở trong này là người ta chưa trục căn nè. Con thấy chưa? 1 trên căn 3, nhân tử và mẫu cho căn 3 có phải ra căn 3 trên 3 không con? Dạ đúng rồi thầy. Thấy không? Ở trong bảng nó để cái khó khó nhớ luôn đúng không? Rồi, Dạ. bây giờ mình làm tiếp cái nữa coi đúng không nè. À, rồi ví dụ như giờ nè, con lấy nè, cô tan của 27 đi. À quên, cô tan của 30 độ đi. Cô tan của 30 độ thì bằng cái gì con? Cô tan của 30 độ là bằng căn 27 chia À 3. đúng rồi, bằng căn 27 chia 3, căn 27 nè. Đó, chia 3. Rồi nhưng mà con coi nè, căn 27 á là có phải là bằng căn 9 chia 3 không? À bằng căn 27 là có phải bằng căn của 9 nhân 3 Căn 3. là 3 căn 3 chia 3 không? Đúng không con? Dạ. Đây nè, Dạ đúng rồi thầy. 27 thì là Và bằng 9 nhân 3 mà 9 là 3 bình, 3 bình đưa ra ngoài là 3, 3 căn 3 mà 3 chia 3, 3 căn 3 chia 3 bằng mấy? bỏ thầy căn 3. À bằng căn 3. Rồi mình coi trong bảng đúng không nè. Dạ đúng rồi. À đúng nè, thấy chưa? Rồi, cái mình làm thêm cái nữa mình coi đúng không nè. Giờ là mình nói là ví dụ như tan 90 độ nè. Tan 90 độ có phải là bằng căn của không xác định chia 3 không? Dạ đúng rồi À, chúng ta nè. đã căn của Vâng. không xác định chia 3 tức là không xác định. Đã không xác định mà chia 3 là mình biết cái số nào đúng không? Không xác Dạ. định. Đây, không xác định, đúng chưa? Dạ vâng. Như vậy đúng hết nha. Dạ. Ok rồi, đúng hết. Như vậy bây giờ lật bàn tay trái, đưa trước mặt lá bàn tay phải, đếm. Đó, đếm nè. Nào nè. À, 5 độ đặc biệt nó như thầy như vậy cho có vần có cao cho dễ nhớ nha. 5 độ đặc biệt đó là 0 độ, 30 độ. À, bạn ơi, lật bàn tay trái lái bàn tay phải đếm. À, lười quá lật bàn tay trái lái bàn tay trái đếm luôn, nó thiếu mất ngón tay rồi, thấy chưa? Có đó thiếu này nè, 0 độ nè, 30 độ nè, 45, À, 60, bạn 90. ơi, bạn nhập đi nhập lại có một cái vậy nè, không ai hiểu hết. À, cái này mà ít bữa nay lớn lên mà lỡ mà làm cô giáo là thua luôn phải không? Rồi làm theo thầy nè, lật bàn tay trái Dạ. lên tay phải đếm, bắt đầu 5 độ đặc biệt, 0 độ, 30 độ, 45 độ, 60 độ, 90 độ. Rồi radian là đếm ngược lại, pi trên 2, pi trên 3, pi trên 4 và pi trên 6, tại vì 5 là không có pi trên 5, được chưa? Tan, cái đó là thầy nhớ là thầy nói đầu vô đuôi chuột, nói cho mình dễ hiểu vậy thôi, tức là cho mình tưởng tượng ra mình dễ nhớ thôi. Bây giờ mình đọc nè, tan 0 3 9 2 7 không xác định, nhớ chưa? Cái ở giữa cấp 3 đó. Rồi cô tan không xác định 2 7 9 3 0, cô tan với sin cos là nó ngược lại như vậy, tất cả đều nằm trong căn bậc 2 và đều chế cho 3. Ok chưa? Đâu đếm lại thầy nghe cái coi.
năm độ đặc biệt, 0 độ, 30 độ, 45 độ, 60 độ, 90 độ, Ok. radian, vi trên 2, vi trên 3, vi trên 4, vi trên 6, Ok. tan, tan không xác, tan là không xác định, À, bạn ơi, tan xong mới vô không xác định liền vậy. không, tan, À. tan là không, 3, 9, 2, 7, không xác định. Ok. Cô tan là không xác định, 27930. Rồi sao nữa? Tất cả nằm trong căn bậc 2, chia hết cho 3, Và đều vé cho ba. chia hết cho Sao 3. chưa xong mà nghỉ ngơi sớm thế? À. Rồi đọc lại cái nữa coi nhuyễn chưa? Dạ, 5 độ đặc biệt, 0 độ, từ từ, 5 độ đặc biệt, 0 độ, 30 độ, 45 độ, 60 độ, 90 độ. Radian là bi trên 2, bi trên 3, bi trên 4, bi trên 6. Ok. Tan, tan là 0, 3, 9, 2, 7, không xác định. Cos là không xác Sao cốt định, được? 2, 7. À, cô tan. À, cô tan cứ lộn cái là làm lại à? Trời trời trời, làm lại này. À, lộn cái Năm làm là lại. 5 đặc biệt là 0 độ, 30 độ, 45 độ, 60 độ, 90 độ, radian là bi trên 2, bi trên 3, bi trên 4, bi trên 6. Tan, tan là 0, 3, 9, 2, 7, không xác định. Ok. Cô tan là không xác định, 2, 7, 9, 3, 0. Tất cả nằm trong căn bậc 2 và đều chia hết cho 3. Ok, rồi như vậy là giờ đếm được rồi đó. Bây giờ thầy hỏi nè. Thấy giờ mình hồi nãy giờ mình chưa học, mình cũng chưa học cái bảng đó luôn đúng không? Nên thầy mới chỉ bằng Dạ. tay thôi, giờ thầy hỏi con trả lời nè. Tan 45 độ bao nhiêu? Rồi, muốn biết tan 45 độ bao Một. nhiêu nè, bắt đầu đếm độ trước. 0, 30, 45. Tan 0, 3, 9. Căn 9 chia 3, căn 9 là 3, 3 chia 3 được 1, như vậy là tan 45 độ bằng 1. Hiểu không? Dạ. Hiểu nha. Ok, Rồi. rồi, tính tan 30 độ cho thầy. Tan 30 độ. Tan 30 độ đây. Không, đẹp đẹp, đọc, thầy nói rồi, đọc lớn lên cho hàng xóm người ta nghe, người ta nhắc nhở. Em quên mất, em quên đọc lớn. À đúng rồi, quên thì có người nhắc nhở, thầy nhắc nhở. Rồi, vậy rồi, tan 30 độ. Tan 30 độ là căn. Tan 30 độ là căn 9 chia 3 1. Ủa? Ở không, căn 1 chứ. Căn 1 chia 3 bằng Đó, 1 con thấy bằng 1. không? Con chưa nhuyễn họ, con có nghe người ta nói là cãi thầy là núi đề chưa? Ha. Cái này là bị phạt luôn nè. Tại vì thầy nói là phải đếm to lên để người khác nhắc nhở, hàng xóm tôi nhắc nhở. Chính vì cái đếm to đó mà con mới nhập vô trong đầu đó nha, chứ không phải là đếm to nó có cái vụ gì đâu. Con chưa nhuyễn mà bây giờ con ngồi con nhẩm sao được. Nhẩm đặt mắt rồi chưa? Nhìn nè, tan 30 độ. Thứ nhất là đếm độ 0, 30. Đó, đếm bự vậy đó. Đếm từ Càng cái ngón xa. cái này 0, 30. Rồi tan là 0, à, 0, 3. Như vậy là căn 3 chia 3. Hiểu không? Dạ rồi này. À, rồi, nhớ nghe. Bây giờ mà không đếm to, mà không đếm từ đầu, phạt. À. Rồi, ok. Rồi, đếm cho thầy tan 90 độ. Xòe cái bàn tay ra, xòe bàn tay chỉ có ngón nào để người ta Cái nhìn thấy chứ khép lại sao ta thấy. Rồi nói. nè, Tan 90 giờ độ là rồi. tan 90 độ, 0, 30, 45, 60, 90. Rồi. Tan 0, 3, 2, 0, 3, 2, 2 giá gì? 0, 3, 9, 2, 7. Vậy không xác định. Rồi sao nữa? Thì là con xác định này. À, là căn không xác định, chia ba là không xác định. Dạ. Rồi, ok. À, nói cho thầy, à, cô tan của 30 độ. Cô tan 3 độ, 0, 30 độ. Cô tan không xác định, 27 căn 27 trên căn 27 chia 3 bằng căn 3. Rồi, ok, căn 3.
Thầy nói cho con nghe nè, hình như là tối nay có đi 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 ăn cái nào ngon lắm, bây giờ không tập trung đúng không? Con này. Không, thầy nghĩ như vậy chứ, thầy nghĩ cái này mà thầy dạy mấy đứa học sinh mà trung bình thôi đó, nhận đánh rất là tự tin. Còn con là một đứa học sinh xuất sắc mà tự nhiên hồi nãy giờ cứ đếm trật tới trật lui, là thầy nghĩ cái đầu bây giờ đang nghĩ tối này ăn mấy món, ba dẫn vô nhà hàng bự sướng quá phải không? 30 độ. Không tập trung là tối nay Khác thầy 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 gọi khác. điện cho ba là nó khỏi đi luôn á, dừng cái cuộc chơi tối nay á nha. À Ok, mà ta đúng rồi thầy, đâu sai không đâu. đúng rồi, căn ba là đúng rồi đó, mà nãy giờ là chưa được tập trung lắm, bây giờ nè tập trung trở lại, đếm từ đầu cho thầy, tan cô tan cái thầy nghe nữa coi. Đúng Đếm đúng rồi, cái đếm từ đầu đúng này. rồi, thầy đếm từ đầu đó, Em từ đầu 5 độ. 5 độ năm gì? độ đặc biệt. 5 độ đặc biệt là 0 độ, 30 độ, 45 độ, 60 độ, 90 độ. Radian là có cần cái này Sao không à, đếm, đếm bi chứ, trên 3, bi trên 4, bi trên 6. Tan là 0, 3, 9, 2, 7, không xác định. Cotan là không xác định. 2, 7, 9, 3, 0. Tất cả nằm trong căn bậc 2 đều chia hết cho ba. ok rồi, tính cho thầy tan của bi trên hai bằng nhiêu. Tan của bi trên 2, 5 độ đóng là 0, À 30, bạn 45. ơi, thầy hỏi bi trên hai thì mình đếm ra đi ăn, tự nhiên mình đếm Cho nên thầy làm liệu á, lại thầy. Lại lại lại. ok rồi, tan tan bi trên hai bằng nhiêu, Tan của trên 2 chích đổ. thì đây Tan là gì tan bi nghe cho nè, không thầy hỏi không tan 3927 không xác định. không, nghe thầy nói, thầy hỏi bi trên hai tức là thầy hỏi radian, thì con chỉ cần đếm radian, con không cần đếm độ, hiểu chưa? Ví dụ thầy nói tan tan của pi trên hai thì con đếm là pi trên hai ở đây đúng không? Rồi Vâng. tan 0 3 9 2 7 không xác định, căn không xác định, chia ba là không xác định, chứ mấy thì mình đếm độ chứ, hỏi độ thì con đếm độ, mà hỏi radian thì con đếm radian, chứ còn hỏi Rồi. độ mà tự nhiên đếm, hỏi radian mà đếm độ rồi đếm radian chi cho mất thời gian, hiểu chưa? Dạ thầy. Ok tốt rồi. Em thấy thầy đếm luôn em cũng đếm độ luôn Không, cái radian là đếm radian mà độ là đếm độ. Rồi tính cho thầy tan của pi trên 4, bi trên 4, rồi tan của pi trên radian 4. là bi trên 2, bi trên 3, bi trên 4. Ok, Tan là 0, 3, 9 là căn 9 chia 2. À chia 3, chia 3, chia 3. căn chín chia ba, Rồi tí nữa mình đi thôi. rồi căn chín chia ba bằng nhiêu con? Căn 9 chia 3 bằng bằng 1. Mình phải tính lung ra chứ, chứ thôi là lỡ có một đứa nào kia không sai đâu chị ơi, tại vì trong này cũng bằng một mà chị tính là căn chín chia ba. Nhớ chưa? Rồi ok, tính cho thầy là cô tan pi trên 6. Bi trên 6, bi trên 2, bi trên 2, bi trên 3, bi trên 4, bi trên 6. Ok, Cô ta bi trên 6 là không xác định. chắc chưa? Cô tan nó bi trên 6. Rồi em biết rồi, em biết sao rồi, từ thầy À, biết sai rồi hả? Biết sai thì sửa. nè. Dạ. Bằng nhiêu? Không xác định là căn 27 chia 3 là bằng căn 3. Ok, nhớ chưa? Sai là phải sửa liền, hiểu, mình biết mình sai là mình sửa liền. Ok, rồi tính tan của 60 độ. Tan của Để 60 độ. 6 độ, 0 độ, 30 độ, 45 độ, 60 độ. Tan 60 Tan của độ. 60 độ là 20, là căn 27 chia cho 3 là bằng căn 3. Ok, rồi. Tính cô tan của pi trên 3. Bi trên 3, bi trên 2, bi trên 3. Bi trên 3 đây, bi mà cô tan. Cô tan là căn ha, căn căn 3 chia 3 Là đúng rồi, thì căn bao nhiêu ba? là bằng căn 3. Đúng rồi, mắt người ta đã trục căn lên mà trong sách giáo khoa người ta không trục căn, còn mình đã trục căn rồi tự nhiên mình đưa trở lại chia giải là mình vẫn để căn 3/3 chứ con, đúng không? Con học lớp 9 là con học là trục căn thức ở mẫu chưa?
Ví dụ 1 trên căn 3 là con phải nhân tử và mẫu cho căn 3 lặn ra là căn 3 trên 3. Bây giờ mình làm hơn trong sách giáo khoa luôn. Là mình căn 3 trên 3 rồi tự nhiên mình đưa về 1 trên căn 3 chế. Đúng không? Mình hiểu là căn 3 trên 3 nó là 1 trên căn 3 rồi. Ok. Rồi bây giờ nè, thầy hỏi tổng quát sin cos tan cotang luôn. Nhớ nha, tập trung nha. Chứ còn nghĩ tới cái nồi lẩu tối nay là nó xài đó. Rồi. À, sin bin 4. Bin 4, bin trên 2, bin trên 3, bin trên 4. Sin bin trên 4 là 0 1 2 là bằng căn 2 trên 2. Ok, đúng rồi. Cos của bin 3. Cos của bin 3, bin 2 nè, bin 3 nè. Cos dưới đây 1 2 3 4 căn 4 chia 2 bằng 1. Sai bé. À. Cos của bin trên 3. Rồi cos bin 3 làm lại. Thầy nói rồi, tập trung vô. Bi 3, bi 2 nè, bi 3 nè. Rồi. Bi 3 cố là đọc ngược lại là 4, 3, 2, 1, 1 phần 2. Ừ, 1 phần 2, thầy đã nói rồi. Ừ, cái này nghi ngờ quá. À, ok. À, sin của 60 độ. Sin 60 độ, 0, 30, 45, 60. Sin là 0, 1, 2, 3. Căn 3 trên 2 thầy. Rồi tan 45 độ. Tan 45 độ. 0 0 30 0 30 45. Rồi. Tan 45. Tan 45 là giữa là không xác định nè, 3 9 căn 9 chia 3. Đếm từ căn. Đầu, đếm từ đầu bạn. Đếm từ đầu chứ đếm thầy nghe lại không xác định là thầy thấy nghi ngờ rồi. Đếm tới chỗ nào dừng lại chứ không có chỉ vô. Hồi nào nhuyễn mới chỉ vô. Rồi đếm lại tan của tan 45 độ. À 45 độ, 0 độ, 30 độ, 45 độ. Tan của 4 tan là 0 3 9 là bằng căn 9 chia 3 bằng 1. À, thấy chưa, hồi nãy nhám nhám chỗ đó là không xác định là có tới 9. À, thầy ơi, dễ dưỡng là chính này, dễ dưỡng là chính. Không, lỗ tai của thầy là thính lắm không? Rồi cô tan của pi trên 3. Thầy đúng không? Cô tan pi trên 3. Pi trên 3, pi trên 2, pi trên 3. Rồi. Cô tan là không xác định nè. 27 9 3 căn 3 trên 3 1 phần 3, 1 phần căn 3. Rồi. Tan của 30 độ. Tan của 30 độ là 0. Sao đúng chưa? À, tan của 30 độ nè, 0 nè, 3 là căn 3, trên 3 là bằng 1 phần căn 3. Không tập trung gì hết nha. Tập trung vô. Cô tan của bi 6. Bi 6 là hả? Bi 6 là 30 độ. Đếm bi đi. Bi 2, bi 3, bi 4, bi 6. Cô tan không xác định 3 à, không xác định 3 căn 3 à, gì căn từ lại đi, đếm lại đi. Bi 6 là bi 2 3 bi 4 bi 6 0 độ bi 30 độ không xác định 27 căn 27 trên 3 bằng căn 3. Nghe nè, không có thời gian để giật cái này nhiều đâu nha. Bây giờ về giật trở lại cho thầy. Đó, thầy nói rồi, ăn cũng giật, ngủ cũng giật, đi chơi cũng giật, tắm rửa gì cũng giật hết. À, nhớ chút nữa đi ăn nhà hàng cũng giật luôn, nhớ chưa? Luôn luôn giật cho thầy để làm sao trong vòng 2 ngày à, là phải nhuyễn nha, chứ không phải như bữa nay cứ nhập vậy nha. Đó. Đúng rồi, em vậy nè là em nhớ vậy nè là tan của 30 độ là bằng cho cô tan của 60 độ. Thì đúng độ. Rồi. Thì con đúng em rồi, nhưng mà con phải nhớ cái kia rồi con mới suy ra cái này được. Con cũng phải tính nhớ cái này rồi con mới suy ra cái kia. Thì thầy nói với con là tan với cô tan sin cos là nó ngược lại đó. Đúng không? 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 thì ngược lại chứ nữa, tan cái này bằng cô tan cái kia. Đúng không? Thì đúng rồi, nhưng mà bây giờ mình có bàn tay rồi, mình đếm cái ra cái không, con cũng phải đếm. Ví dụ như là trước khi mà con nói tan của 27 tan của 60 độ là bằng cô tan 30 độ đúng không,
Nếu như con không đếm như vậy, con phải đếm cái cô tang của 60 độ. Thay vì như vậy thôi, con lật tay con đếm cô tang, cô tang 30 độ luôn đi, đúng không? Mấy cái nhớ kia giống cực, mấy cái kia là không có phương pháp học cái bàn tay giống thầy thì bắt đầu mới nhớ cái kiểu đó, còn học như thầy là cứ lật bàn tay đếm đếm cho nó nhuyễn luôn, nhập vô đầu luôn, hỏi đâu nó trả lời đó, hiểu chưa? Ok rồi, được cái đó rồi nha. Đó bữa sau giờ nè. À, bạn Trúc ơi, giải 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 được câu nào chưa? Đây Ok, là chị quanh mặt bấm máy luôn nha. cái này cần gì bấm máy con, cái này bấm máy. Không, cái bấm cái đổi ra đi ăn với lại đổi độ dưới này. Xuống chú xuống bài tập này hả? Thì đúng rồi, bài tập có ví dụ hướng dẫn giải chi tiết là thầy chỉ cho bấm máy nha, thì đang dạy lý thuyết mà hù thầy hoài có. Nhìn lên bảng này con thấy chưa? Dạ rồi, em cũng thấy rồi thầy. Ok đó, tức là cái này là con ấy, thì nó quá nhuyễn rồi, con học thầy nó lâu quá rồi cũng biết, còn bạn Trúc là cũng mới học đây thôi cho nên chưa biết, là cứ giải bài tập á, nhớ nè, giải xong bài tập nào là cứ gửi qua, sai đúng thì không cần biết, mình là học sinh là tất nhiên là mình làm phải sai, con làm đúng hết thầy cô nó thất nghiệp sao, đúng không? Cho nên là mình đừng có ngại, con cứ làm cái gì đó, làm con cứ làm đại ra đi cũng được nữa, con hiểu gì con làm cái đó, rồi xong rồi con chụp hình con gửi qua Zalo cho thầy, Zalo cho thầy thì chấm từng bài đàng hoàng, đúng không? Rồi thầy sẽ giảng cho con, nếu như đúng thầy nói đúng, mà nếu như sai là thầy giảng lại cho con, hiểu chưa? Nhớ ngại là nó hại bao tử, mấy bữa ngại không dám hỏi, mấy bữa đầu học ngại con, giống như con hồi xưa vậy đó. Cũng nói ba gọi cho thầy, chứ con sợ con không dám nói, đúng không? Y chang bạn này bữa nay cũng vậy, bữa đó cũng ngại đâu dám nói, cũng nói mẹ nói thầy. Không có gì hết, thầy không có gì kinh khủng hết nha. Ông thầy hồi xưa ông giống như ông cột vậy đó, hơn công an luôn á. Tại vì thầy hồi xưa là quýnh ghê lắm, nó không nghe là quýnh quýnh sát phạt luôn á, cho quỳ ngoài nắng, rồi quỳ bên cái giỏ mít chứ không biết không, nó rồi đứng ngay vị cột cờ mà không đội nón luôn, mà nó trời nắng chang chang vậy đó. Bây giờ chỉ cần đụng tới học sinh là lên phòng giám thị ngồi, và ngày mai là được được lên báo chí luôn nha. Cho nên là giờ thầy cô thì không ai dám la, chỉ la thôi chứ không dám đánh, cho nên là học sinh nó lần mặt nha. Rồi ok, nhớ là bữa sau là muốn biết là phải hỏi, mà muốn giỏi là phải học. Rồi thầy chỉ cái này nè con. Bữa đó là bạn Trâm là thầy dạy là công thức tan bằng cái gì hả? À? Ủa, thầy nói thầy chưa dạy con mấy cái này mà thầy. À, thầy có dạy con là bắt được quả tang rồi đúng không con? Đúng rồi, cái đó Sao được có quả rồi, tang cái chứ này là đọc công như. thức, đưa công thức ra thôi, thầy sẽ dạy từ cái bước đầu để cho con dễ hiểu như thế này nè. Rồi thứ nhất, bắt được gì? Bắt quả tang À, bắt được quả tang. Gì nữa? xin chồng lên có Xin nằm chồng lên cốt. Đó, như vậy là gì? Tan bằng cái gì? tan bằng xin trên cốt. Rồi, tan alpha. Tan alpha là bằng sin alpha trên cos alpha. Từ từ rồi con thấy nó có cái lý do ở trên con. Alpha trên cos alpha. Đó. Rồi gì nữa? Câu tiếp theo là gì? Cô tán bằng cốt trên xin. Rồi cô tang nè, mình đọc cái này mình gọi là cô tang dạy dột, mình đọc cho đủ cao nó mới dễ nhớ, nó ngộ bao nhiêu lẫn càng dễ nhớ cái đó nha. Cô tang dạy dột nè, tại vì anh ngu anh mới nằm dưới nha. Cô tang dạy dột nè, để cốt nè Cốt nhập xin. nằm chồng lên xin nè. Đó, thằng nằm trên nó êm ra, còn thằng nằm dưới là nó mệt lắm đó nha. Đó như vậy nè, cô tang nè, cô tang là cốt đúng không? Đó cô tang nè, đó là cốt. Cốt nằm chồng trên sin, như vậy cốt đây nằm chồng trên sin đây. Rồi như vậy hai công thức này dạy rồi đúng không?
Như vậy từ cái này mà suy ra nè, đó, từ cái này mà suy ra nè, nhìn kỹ nha, từ cái này mà suy ra, tan nhân cô tan bản gì con? Tan bằng một giống như cos bình cộng sin bình. Đúng rồi, nhưng mà con nhìn vô đây, nhìn vô công thức nè, khi mà con không hiểu á là con sẽ nhớ nhớ quên quên, có thể đúng có thể sai. Còn khi con hiểu vấn đề rồi là lúc nào nó cũng đúng chứ không có sai. Đó, tan là bằng sin trên cos, cô tan bằng cos trên sin. Như vậy tan nhân cô tan, sin sin rút gọn, cos cos rút gọn, đây phép nhân nè. Như vậy bằng 1. Dạ. Chắc cú không? Dạ. Còn mấy bữa là con nhớ nhớ, đúng không thầy? Không, còn cái này là chắc cú rồi, không bao giờ đúng, không có đúng không sai gì nữa trời. Hai cái công thức này là thầy chỉ là con thuộc rồi. Như vậy suy ra công thức này là chắc cú, đúng không? Yeah. Rồi, và thêm một cái công thức mà bằng 1 nữa. Đó là, có một công thức bằng 1 nữa là duy nhất là sin bình cộng cos bình bằng 1. Như vậy trong lượng giác là có hai cái công thức bằng 1. Được chưa? Dạ. Yeah. Đó, tức là một cái là tan nhân cô tan bằng 1 theo đây công thức mình tính ra. Cái thứ hai bằng 1 nữa là sin bình cộng cos bình bằng 1. Sin bình alpha cộng cos bình alpha đó là hai góc của nó giống nhau. Ví dụ như sin bình 30 độ cộng cos bình 30 độ cũng bằng 1. Mà sin bình 120 độ cộng cos bình 120 độ cũng bằng 1, miễn là hai cái góc này là nó giống nhau nha con. Dạ. Nó giống nhau là cộng lại bằng 1. Nhớ như vậy nè. Tan nhân cô tan phải hai góc này cũng phải giống nhau nha. Đó, chứ ví dụ như tan chỗ này mà 30 độ, cô tan chỗ này 15 độ nhân nhau không bằng 1 nha con. Dạ vâng. Rồi, nhớ rồi. Rồi, như vậy là mấy công thức 1 2 3 4 rồi. Còn hai cái này nè. Hai cái này là hai cái nó dễ lộn nhất, nhìn lên bảng này con. 1 cộng tan bình bằng 1 trên cos tan bình, 1 trên cos bình. 1 cộng cos tan bình là bằng 1 trên sin bình. Hai cái này là dễ bị lộn nhất, đúng không? Vô trường có nhiều khi nhớ nhớ 1 cộng tan bình không bằng bên không bằng 1 trên sin bình hay 1 trên cos bình gì á. Sin bình hay cos bình thầy hà. Không được. Thầy chỉ cho con cái cách chứng minh. Khi chứng minh xong rồi thầy chỉ cho con cách không bao giờ lộn luôn. Ok, vui tính nha. Ok, nhìn đây. Mở cái này cho nhanh này, nhìn lên đây. Bây giờ mình giả sử như là mình mình không thuộc. Bây giờ mình chứng minh đi. Mô cộng tan bình. Như vậy tan là phải bằng sin trên cos không con? Dạ đúng rồi thầy. Sin. Như vậy là tan bình có phải là bằng sin bình trên cos bình không? Dạ. Ok. Đó. Rồi cái con quy đồng lên nè. Chỗ này có phải là quy đồng lên đây là quy đồng cos bình lên đây không? Dạ đúng rồi. Mà quy đồng lên đó nhập chung mẫu lại đúng không? Dạ. Rồi nhập chung mẫu lại. Mà sin bình cộng cos bình bằng mấy à? Dạ 1. Đúng rồi, bằng 1. Như vậy con thấy quy đồng một cách đơn giản không? Dạ. Rồi tương tự như vậy, thầy giảng luôn cái câu này đã. Thầy chứng minh luôn cái đã. Xong rồi, nếu như vì một lý do nào đó, ví dụ vô phòng thi mà gặp thầy bữa đó rau ria nó rậm rạp đúng không, mà tóc bạc phơ mà người to như thùng phi vậy là mình thấy mình sợ không? Sợ chứ đúng không? Cái rồi cái mình nhớ công thức này lộn công thức kia. Nếu như lỡ mà nó gặp cái trường hợp như thế, ổng nói cái giọng mà nó ồ ồ ra nó ra không? Cho nên mình sợ quá là mình đừng có nhớ, nhớ là nó sẽ lộn. Như vậy mình đi chứng minh. Hay là vì một cái hoàn cảnh nào đó các bạn nó ồn quá đồ này nọ, mình nhớ là sẽ sai. Nhớ sai thì mình cứ đi chứng minh đi con. Chứng minh ra nó cũng có chưa mấy giây chứ mấy, đúng không? Đây nè. Dạ. Cái này có phải cốt không? Đó, cô tan có phải là bằng cốt trên sin không? Dạ. Nhưng mà cô tan bình là bằng cốt bình trên sin bình, đúng chưa? Dạ. Đó, nếu như mà mình mà vì một cái lý do nào đó mà nó quá ồn ào, đó, hay là nó run rẩy,
mình không có tập trung được thì mình đừng có nhớ, nhớ nó sẽ lộn. Bắt đầu mình đem ra chứng minh. Được chưa? Phải quy đầu như vậy không? Nhân chéo lên đúng không? Dạ. Rồi mà xin bình cộng cos bình bằng mấy? Một phần xin bình. Rồi bằng một luôn. Đó. Như vậy thầy nói với con, nếu như nó vào một cái hoàn cảnh nào đó mà xung quanh mình nó không được yên tĩnh, trong phòng thi hay là trong phòng kiểm tra gì đó, thì những công thức này mình nên một cộng tan bình nó bằng một trên cos bình hay sin bình gì đó không biết, nó sẽ bị lộn. Như vậy mình đừng nên nhớ, mà mình chứng minh có xíu cho mấy. Nhưng bây giờ thầy chỉ cho các con nhớ nó cũng thuộc nhuyễn luôn nè nha. Như này nhớ thuộc luôn nè, một cộng tan bình con cứ nhớ tan bằng gì? Dạ tan bằng sin trên cos. Cái mẫu nó là cos đúng không? Dạ đúng rồi. Như vậy thì một trên cos bình chứ không thể một trên sin bình được. Dạ đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà là chắc cú nè, tại vì thầy phải dạy cho con hết cái này rồi cái kia, chứ thầy chỉ ngay con cái lúc đầu đi rồi cái khúc sau con thấy nó hay bị lộn, con thấy không? Chứng minh nó cũng đã dễ rồi, nhưng mà thầy chỉ cái này ra là nhớ, mà nhớ chính xác luôn, không lộn đúng không? Dạ. Đấy, một cộng cô tan bình, cô tan thì bằng gì? Cô tan bằng cos trên sin ạ. À mà cos trên sin, như vậy cái mẫu nó là? Cái mẫu nó là sin. Như vậy chắc chắn là một phần sin bình chứ không thể nào là cos bình được, đúng không? Dạ. Như vậy là cái này là bữa nay nhớ chắc cú rồi nha. Dạ vâng. À rồi, như sợ vậy là thuộc được 6 công thức. Trời ơi, nó ngáp tội nghiệp chưa. Hồi trưa ngủ mơ màng không chịu ngủ. Rồi. Em ngủ. Có ngủ à. À vậy hả. Rồi nè. Như vậy là một công thức nè, hai công thức nè, thì chỉ thuộc rồi nè, ba công thức thuộc nè, bốn công thức thuộc nè, năm công thức thuộc nè, sáu công thức là sáu công thức cơ bản của lượng giác. Thuộc rồi nha. Dạ vâng. À cái này là hỏi là cái dò được liền luôn á. Tại vì thì dạy qua là dạy qua lần là do lại là phải thuộc liền. Dạ. Rồi đó, để cho ông đang sale à. Như vậy thì không có cái lý do gì mà. Rồi sale xong rồi đó. Không có lý do gì mà không thuộc được hết. Trong này là có là đối bù phụ chưa có chéo, ít quá thầy dạy đầy đủ luôn. Rồi như vậy là trước khi thầy dạy các con công thức là gì, đọc hai câu thơ sẽ sử dụng công thức này. Xin thì xin cốt có xin, xin thì xin cốt cốt xin, xin thì xin cốt cốt xin, cốt thì cốt cốt xin xin dấu trừ. Nhớ cho thầy cái này nghe con. Xin yeah. Thầy xin cốt cốt xin đó, đưa vô. Xin thầy xin cốt cốt xin, cốt thầy cốt cốt xin xin dấu trừ đó. Cái này nó thần kỳ lắm đó. Đó hai câu thơ này nè. Rồi thầy làm cho nó kỹ luôn, thầy đưa cho nó vào một cái khung luôn đó, cho nó chắc ăn luôn nè. À không, đây đó, cho nó đẹp đàng hoàng, càng đẹp là càng nhớ con. À, mình vô đây đó, nó cho màu nó vô luôn đó, đẹp luôn, ok chưa? Xin thì xin cốt cốt xin, nhớ là xin cốt cốt xin, cốt thì cốt cốt xin xin dấu trừ, được chưa? Được rồi thầy. Đầu tiên mình sẽ nói về công thức cộng. Công thức cộng rồi, công thức cộng nè, thì xin thì xin có cốt xin, mình ghi nội cái chữ cái thôi con. Xin thì có nghĩa là xin bằng xin cốt
Đó, cosin. Được chưa? Không nói gì tức là cộng là nó ra cộng mà trừ ra trừ nha. Dạ. Đó, cái cốt thì tức là cốt bằng. Đó, cốt cốt. Từ từ nó đang sale. Cốt thì cốt cốt sin sin. Đó, dấu trừ có nghĩa là dấu cộng là nó đổi thành dấu trừ, mà dấu trừ là nó đổi thành dấu cộng nha con. Đó, nhớ cho thầy nè, mình ghi nội cái chữ cái ra thôi. Đó, nghe thầy nói lại, sin thì sin cos cos sin, cos thì cos cos sin sin dấu trừ. Đọc hai câu này dễ chưa? Hai câu này cho 20 công thức đó. À, cho nên là đọc cho nó nhuyễn, hai cái này là con nít nó đọc cũng nhuyễn nữa. Rồi đọc xong rồi con ghi đầu chữ cái nè, sin thì sin cos cos sin nè, cos thì cos cos sin sin, dấu trừ ghi chỗ này nè, được chưa? À, rồi xong có nghĩa là sin nghĩa là bằng sin cos cos sin, cos đó là bằng cos cos sin sin, dấu trừ ghi chỗ này, có nghĩa là dấu trừ là thành dấu cộng, mà dấu cộng là dấu trừ. Còn ở đây là sin không nói gì tới dấu, cho nên ở đây dấu cộng là ra dấu cộng, mà dấu trừ ra đây dấu trừ, được chưa? Dạ vâng. Rồi ok, như vậy bây giờ có nghĩa là bây giờ là sin của A cộng B. Đó, A cộng B sin bằng sin cos cosin, như vậy sin nè, đó rồi nhân cos nè. À rồi khoan đã, cos đã chưa, sin thì sin bằng sin cos cosin. Đó, sin cos cái đầu cos nè, rồi sin nè, được chưa con? Nè, sin thì sin cos cosin có nghĩa là không nói gì tới dấu hết, là đây cộng là ra đây cộng đúng không? Cứ a trước b sau, nhớ cho thầy một câu là luôn luôn a trước b sau, được chưa? Rồi a trước b sau, như vậy sin a nè, cos b nè, đó rồi gì nữa, rồi cos a nè, sin b nè, hiểu chưa? Nhớ cho thầy là sin trước cos sau, cộng trước trừ sau. À, trừ sau là đây nè, cộng đó rồi tới trừ nè, ở đây trừ rồi tới đây trừ, được chưa? Rồi như vậy nhớ cho thầy câu chỗ này nè, à, ghi là chú ý cái nào giống như câu thằng chú nữa không, chú ý xin trước có sao, xin trước cốt sao cộng trước trừ sao, cộng trước trừ sao, a trước b sao. Theo một cái quy luật như vậy là con làm con không cần phải học bài, không cần gì hết trơn, con nhớ cái quy luật này nó ra liền. Rồi đó, nhớ quy luật đó nha. Rồi như vậy nè, sin thì sin cos cos sin, a trước b sau, a trước b sau, a trước b sau, đúng chưa? A trước b sau cộng trước trừ sau, thấy chưa, cộng là tới trừ đúng không? Mà sin thì không nói gì tới dấu, là cộng nó ra cộng, trừ ra trừ. Đó. Rồi, còn cos thì cos cos sin sin dấu trừ. Đó, ở đây cos. Cos thì cos cos, như vậy ở đây cos này. Ở đây sin này. Cos thì cos cos sin sin dấu trừ. Được chưa? Dấu trừ cho nên nếu như đây dấu cộng thì ra đây dấu trừ, mà ở đây dấu trừ ra đây dấu cộng, con hiểu thì nó không? Dạ rồi thầy. À mà cos thì cos cos sin sin dấu trừ đây nè, cos cos sin sin, thầy nói dạ hiểu không có? Dạ rồi thầy ơi. Rồi như vậy hai câu thơ này con thuộc được bốn công thức rồi đây, cái này gọi là công thức cộng. Nhớ cho thầy một cái câu là gì Ủa, dạ thầy. hả? Cái Á quên quên tin là xin lỗi xin lỗi xin lỗi
Cốt thì cốt cốt chỗ này chữ cốt luôn. Đúng chưa? Dạ lộn chỗ này đúng không? Dạ đúng rồi. Lộn lộn là phải nói như vậy, nó lộn là sửa. Ok chưa? Cái này là cái bệnh của thầy cô giáo mà không ai sửa chữa được. Như vậy cốt thì có cốt sin sin dấu trừ rồi đúng không? Dạ. Rồi. Sao rồi gì nữa? Rồi, từ cái này nè. Con học luôn nè. Công thức biến đổi tổng thành tích công thức biến đổi tổng thành tích. Được chưa? Công thức biến đổi tổng thành tích. Đó. Công thức biến đổi tổng thành tích này con. Có nghĩa là tổng. Bây giờ nè, từ đây nè, từ đây con suy ra nè, tổng nè. Thấy chưa? Sin nè là bằng sin cos. Sin trừ, sin cộng là bằng sin cos nè. Sin trừ là cos sin nè. Đó, nhớ như vậy nè, tổng nè. Có nghĩa là đây nhìn vô đây thì chỉ cho dễ lắm. Con suy ra nè. Từ đó con suy ra nè, sin cộng sin nè bằng hai lần nè sin cos. Rồi, sin trừ sin nè bằng hai lần cos. Đó, công thức biến tổng thành tích thấy chưa? Dạ, con nhìn đây, nó ở từ chỗ này, con cứ nhìn một chỗ này lẫn ra nè. Như vậy, sin cộng sin bằng 2 sin cos là ở đây nè, cộng đây nè, thấy chưa? Như vậy rõ ràng cộng trước, ở đây cộng từ đây qua đây là gặp đây trước đúng không? Từ đây qua đây gặp đây sau đúng không? Như vậy sin trừ sin bằng 2 lần cos sin, con thấy không? Đó nè, sin cộng trước là sin cộng sin là bằng 2 sin cos từ đây ra đây này đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Rồi, cái rồi gì? Sin trừ sin nè. Sin trừ sin cos sin trừ cộng trước trừ sau, cho nên trừ là sin trừ sin bằng 2 lần cos sin ở đây đó, là nó nằm trong cái câu mà cộng trước trừ sau nè. Hiểu chưa? Sin trừ sin là bằng cos 2 lần cos sin nè. Đây nè, cos sin nè, cái này là trước cái này sau, từ bên trái qua bên phải là phải bên này gặp bên này trước, cái này gặp bên này sau không? Hai cos sin, hai sin cos trừ, hai sin cos trừ chứ có sin nữa thầy. Không phải, có nghĩa là sin cộng sin là bằng hai lần sin cos, là sin là nó về tới sin 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 cộng sin tức là sin nè, đúng chưa? Dạ. Là bằng hai lần sin cos là từ đây sin ra đây, mình chỉ làm có sin cos nó khỏi lộn á. Đó, đây như vậy thầy sẽ làm cho con cái này. Đây. Thầy đưa vô đây, không có nhiều trò lắm con, yên tâm đi. Rồi, như vậy nè, sin cộng sin nè, thấy chưa? Là gặp này trước đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Như vậy là nó bằng 2 sin cos nè. Là nó dạ. Sin cộng sin bằng 2 sin cos nè, thấy chưa? Cái trừ dạ. Sau nè, trừ sau là tới trừ nè. Là sin trừ sin bằng 2 cos sin, có phải gặp này sao không? Nè. Sin cái này làm sao thì như vậy dấu trừ trước cộng trước trừ sau, cộng là sin cos mà trừ là cos sin. Như vậy đây, cái này là cộng nè, sin cộng nè, cái này là rồi còn cái này là sin trừ nè. Sin trừ đó, còn sin cộng nè, đó sin cộng sin nè con. Sin cộng sin đây nè, sin cộng sin dấu cộng trước là bằng hai sin cos này, từ bên trái qua bên phải gặp này trước này là sin cos, thấy chưa? Chứ không thể là cos sin được. Thấy chưa? Còn sin trừ sin nè, đó là hai cos sin nè, như dấu trừ nè là chỉ là cos sin chứ không thể là sin cos được, hiểu không? Đó. Rồi, thầy lấy quy luật này thầy thả vô đây.
Rồi như vậy hiểu không? Dạ thầy. Đó, đấy nè, sin cộng sin bằng 2 sin cos đã gặp cái thằng từ bên trái qua gặp này trước là sin cos, chứ không chỗ này không thể có sin được. Tại vì tụi con học thuộc là dễ bị lộn lắm. Hiểu không? À dạ rồi, dạ rồi. Con không lộn là không biết cái chỗ này cos sin hay là sin cos gì đó, nhưng mà từ trái qua là gặp này trước. Mà gặp này trước là dấu cộng là sin cộng sin. Cái trừ sau là sin trừ sin là dấu trừ, là ở sau, sau là đây nè, đi lại sau nè. Sin trừ sin các bạn hai lần cos sin không thể là sin cos được. Hiểu ý đó không? Dạ rồi, dạ rồi. Ok. Đó, hiểu rồi. Cái đầu mình ráp công thức vô ra liền rồi. Đó mình hiểu nguyên tắc rồi đó. Từ một cái dòng này thôi, từ hai câu thơ này mình suy ra, suy hết tất cả công thức còn lại. Đây. Như vậy nè, sin cộng sin quên. Tức là bây giờ mình ráp vô nè, sin A cộng sin B. Sin cộng sin nè, thấy chưa? Dạ, là AB nè. Là A trước B sau luôn nè, bằng hai lần sin cos. Như vậy nhớ nè, từ tổng sum tích là nhớ là chia 2. Tổng sum tích là nhớ chia 2, tức là A cộng B chia 2. Mà cũng cái này là cộng trước thì cái này trừ sau. Cứ nhớ cho thầy là cộng trước trừ sau. Thấy chưa? Như thế nha, từ tổng sum tích là ở ngoài này nhân 2, cho nên ở trong này chia 2. Nó vậy dễ nhớ không? Trong góc của nó chia 2. Dạ. Rồi tương tự như vậy, sin trừ sin nè. Ồ, tới giờ luôn rồi đó, thấy chưa? Hiểu dữ không? Nó hấp dẫn quá mà. À, sin trừ sin bằng 2 lần cos sin nè, cos trước nè. Rồi sin sau nè. Đó, hồi nãy là sin trừ sin bằng 2 là cos sin, thấy chưa? Nhưng mà luôn luôn là cộng trước trừ sau. À, ok. Lúc nào cũng cộng trước trừ sau hết á. Ok. À, hiểu chưa? Dạ rồi rồi. Bây giờ tới nè, cos cộng cos bằng 2 lần cos cos. Tại vì bên này qua bên này là gặp bên này trước đúng không? Cos cộng cos bằng 2 lần cos cos, dữ đúng rồi thầy. Rồi cos trừ cos bằng gì? Cos trừ cos bằng 2 sin cos. Không đúng. Cos trừ cos bằng trừ 2 lần sin sin nè. Có chữ sin sin nè, cos đâu ra? À dạ rồi. Thấy chưa? Rồi lỡ nè, cho nó lố giờ một tí luôn đi nè. Lỡ nè, cho nó lố giờ một tí luôn. Tại vì nó đang sung đúng không? Tại vì 6 giờ đó là thầy mới dạy lại, cho nên là giờ lố luôn. Này nhìn nè, có phải cộng trước đây không? Dạ đúng rồi thầy. Rồi dấu cộng á thì gì? Như vậy là cos cộng cos là bằng 2 lần cos cos, thấy chưa? Dạ. Trừ sau nè. Như vậy từ đây ra đây dấu trừ đúng không? Dạ. Rồi như vậy là trừ sau. Như vậy cos trừ cos nè bằng sin sin, mà trước có dấu trừ phải là trừ 2 lần sin sin, hiểu không? Dạ. Đó, chứ bỏ dấu trừ đó là nó sai. Quên nó có chữ. À, quên dấu trừ là nó sai. Đảm bảo với con, thầy cô ở trên trường dạy là chỉ cho con học thuộc thôi, chứ không có cái này đâu. Nghe chưa? Thầy chỉ cho con từ một cái đó của đầu si lần ra. Rồi. Như vậy là mình ghi vô đây luôn nè. À, cos cộng cos bằng 2 lần cos cos. Được chưa? Dạ. Cos trừ cos bằng 2 lần sin sin. Đó. Con nên nhớ, khi con thay vào là nó rất là dễ lộn, sin cộng sin bằng 2 sin cos hay là cos sin gì đó, đúng không? Ủa thầy ơi, trừ 2 cộng 2 thầy. À quên, xin lỗi con. Chỗ này dấu trừ chứ, ở trên thầy nói dấu trừ, tự nhiên xuống dưới không có. Dấu trừ nè. Thấy không? Dạ. À, đúng rồi đó, có hiểu bài, đúng không? Hiểu chưa? Dạ rồi thầy. À, như vậy chỗ này nè, con thầy chỉ cho ráp luôn hai công thức này nữa, còn bữa sau còn suy ra nữa nha. Còn si nữa à, chứ không phải si chừng này thôi đâu. Có nghĩa là chỉ cần học hai cái này thôi là cứ si tới rồi đó. Mà con có phải không?
sin cộng sin bằng 2 sin cos là không bao giờ sẽ là cos sin được, tại vì từ trái qua phải là gặp sin cos mà, đúng không? Dạ. À rồi cos trừ sin trừ sin bằng 2 là cos sin là sao? Là cos sin chứ không thể sin cos được. Cho nên không bao giờ lộn được, thầy chỉ kiểu này không thể nào lộn. Lộn là chỉ được khi mình muốn lộn thôi chứ không thể nó lộn được. Rồi cứ a trước b sau, a trước b sau. Rồi cộng trước trừ sau, cộng trước trừ sau, cộng trước trừ sau, hiểu không? Dạ, đó câu thằng chú đó, cái này câu thằng chú á. À, rồi xong là gì? Ở ngoài nhân 2 là trong chia 2. Tại vì ngày bữa sau mà thầy dạy cho con là ở ngoài chia là trong không chia. Đó, cho nên là chỉ dạy nó dễ nhớ nè. Rồi cos trừ cos nè. Như vậy nè, cos nè. Đó, cos A nè. Cộng cho cos B nè. Đó, cos cộng cos bằng nhiêu con? Bằng 2 lần cos cos này đúng không? Cộng trước nè, 2 lần cos à đây cos. 2 lần cos cos mình cứ ghi cos cos vô đấy. Rồi cứ nhớ ở ngoài nhân 2 thì ở trong làm sao? Chia 2 ạ. À? Ở chia 2 mà cộng trước từ sau là a cộng b tất cả chia 2 đúng không con? Dạ. Rồi tới a trừ b. Đó. Đảm bảo mấy con cái này mà con học thuộc là nó lộn liên tục. Học thuộc là nó sai liên tục. Rồi, cái cos trừ cos bằng gì? Cos trừ cos bằng trừ nè 2 lần. Đâu rồi? Trừ 2 lần nè sin nè. Sin nè đúng không con? Dạ. Cái rồi gì cũng cộng trước trừ sau ở ngoài nhân 2 trong chia 2. Đã không? Đã không? Dạ. Không mà hỏi đã không á. Chưa đâu, bữa sau rảnh còn si ra nữa rồi xong mấy cái này thầy chỉ cho chiêu thuộc luôn. Mấy cái này chỉ thuộc hết, chỉ chiêu thuộc hết luôn á. Đổi phần này là 20 công thức. Ok, đó. Mấy bữa học thầy Cam hồi lớp là cấp 2 nó 8, 9 rồi nó thấy là nhiều cái hấp dẫn rồi là giờ lên cái lớp lớn còn hấp dẫn hơn đúng không? Động não hơi nhiều thầy ơi. Hả? Phải động não hơi nhiều. Ờ đúng rồi, nhưng mà không động não này, nếu như mà con vô trường thầy cô biểu con học thuộc là cái này con thấy đúng chưa? Đúng chưa trái chú đó, bảo đảm học thuộc là nó hay lộn lắm. Không có cái chiêu mà nhớ là dễ lộn. Mà thầy mà không chỉ cho con cái đặc biệt hồi nãy là một cộng thân bình bằng một trên cốt bình hay một trên sin bình, cái đó cũng lộn luôn. Mà thầy chỉ con giờ không lộn đúng không? Dạ. Yeah. Đúng rồi, nhiều cái lắm. Rồi ok, như vậy là được rồi đó. À, bạn Trúc ơi, có giải được câu nào nữa chưa con? Có, nhưng mà đa số nhiều các không biết hả? À đúng rồi, không biết thì họ nó muốn biết phải hỏi, muốn rõ phải họ nha, không biết rồi thầy chỉ. Rồi ok, rồi như vậy là bạn Trâm, chừng đó công thức về học thuộc cái đó cho thầy, đồng ý chưa? Dạ. Okay. À đâu có, học thuộc gì? Vậy đó. Không học thuộc nha. Thầy không biểu con dạ, học thuộc nhớ, nha thầy. Mà thầy bảo con nhớ những cái gì thầy chỉ. Tức là cái đó gọi là cái tuyệt chiêu á. Không dạ. Ai dạy đâu, thầy đảm bảo con không ai dạy. Tại vì những cái này là thầy có kinh nghiệm mấy chục năm này rồi, gần 30 năm là đứng trên một giảng thầy suy ra được như vậy đó. Rồi thầy dạy những cái video này thầy đã đăng lên mạng rồi. Cách đây mười mấy năm thầy đã đăng lên mạng rồi. Được chưa? À, cho nên là mà hồi đó là thầy dạy là thầy đứng lên bảng, cái thầy đưa nguyên cái máy quay phim thầy quay vô, rồi xong rồi có thầy ghi lên bảng, ghi phấn lên bảng á, rồi có thầy quay vô, rồi xong rồi thầy làm phim thầy đăng lên. Còn hiện giờ là dạy trực tiếp luôn như thế này đó, như vậy rồi dễ hiểu hơn nữa. Ok, nhớ tối nay về, ngày mai gì đó đi ăn nhậu gì đó, họ nó vui chơi không quay nhiệm vụ, đi về là phải nhớ những cái gì thầy chỉ đó. Con nhớ con si ra cho thầy. Hôm sau thầy dò con là thầy dò con cái si ra chứ thầy không dò thuộc công thức. Nhớ chưa? Tại vì cái si ra đó con mới nhớ mãi, sống để bụng chết mang theo. Con học thuộc rồi bữa nay không quên, ngày mai cũng quên, ngày mốt cũng quên. Ok chưa? Dạ. Ok, rồi tới giờ rồi đó, cho con xuống. Rồi, ok, còn bạn Trúc ngồi im đó thì chỉ luôn cái này đã. Rồi, đâu, bài đâu, gửi qua cho thầy coi coi.
Rồi chụp ba gửi qua đi. Thầy giảng luôn cái bài đó cho con mà con nghĩ luôn. Rồi câu câu đúng rồi đây nè, đó cũng giải ra như vậy. Cái rồi chọn câu à, quên là chưa chiếu quên. Cái bạn này nó năng y ghê ha. À, xong chưa chụp xong chưa? Dạ, con chụp. Ok chụp cái đó rồi. Rồi. Đó con mới lớp 10 thôi. Chị Tâm là lớp 11 mà học thầy từ hồi nhỏ giờ. Đó, mà chị Tâm là học sinh xuất sắc đó nghe. Đó, mà con thấy không? Chỉ như vậy là không mấy bữa là tập trung lắm. Tối nay là hình như sinh nhật ai đó, ba mẹ dẫn đi ăn cái đãi giờ này lên đây, cho nên thầy mới nói con lên học chung để thầy đãi cái ca kia xuống dưới đó. Đúng không? Cái là bây giờ ảnh đang ăn, ảnh chuẩn bị đi ăn cho nên ảnh không tập trung đó. Cái gì chị Tâm học tốt lắm. Bài tập là con nên nhớ là mấy trăm câu trong này là làm không thiếu một câu nha. Ví dụ như con là con làm vừa phải thôi, còn đi qua chỗ khác, qua bài khác học. Chứ còn nó làm không thiếu một câu, mỗi làm nhanh hơn con đó. Hôm qua sớm bài hơn con đó. Ừ. Rồi, ok, rồi nhìn đây. Đúng rồi đó. Giải như vậy rồi có chọn câu C đúng, mà con cũng phải giải luôn như thế này nè. Tại vì trắc nghiệm đúng sai mà, đúng không? Ok, rồi, như vậy đúng rồi đó. Rồi sai. Câu 25 nè. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? Đó, ghi rõ cái đề ra dạy chứ. A là con của A, đúng, đúng rồi. Rỗng là con của A, đúng, đúng rồi. A là con của rỗng là sai. Rỗng là con của rỗng là đúng chứ sao sai con? Con nhớ là tập hợp này là con của tập hợp kia đúng không? Cho nên con cũng là rỗng cũng là tập hợp của con của rỗng. Chỉ có dấu thuộc là không đúng thôi. Hiểu chưa? Cái này đúng nha. Đó tức là vô đây có nhiều người có nhiều bà ba mẹ nói vậy nè. Ô thầy ơi học qua mạng nó không có hiệu quả tại vì không có hỏi trực tiếp được. Rồi không ai rõ ràng con hỏi như thế này có hơn trực tiếp không? Phóng cái chữ này to như vậy to hơn cái chữ ở trên bảng đó, đúng không? Ví dụ trên lớp mà con ngồi ở dưới cùng con nhìn lên cái chữ làm gì to được như thế này. Nhưng mà ở đây phóng to cỡ đó mà nó không hiểu, không chất lượng sao được. Ok, từ từ rồi mới thấy nó chất lượng.